Dạ, mến chào cô bác chị, quay lại kênh Hoàng Toàn TV. Thì hôm nay có mặt tại chùa Bé Tôm, thuộc xã Phú Mỹ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Sóc Trăng. Trước màn hình của bác chị là các nghệ nhân danh Vương đã lên phần dán nhảy nha cô bác chị. Anh cũng như là hồi sáng có cúng kiến, cúng rất là sớm luôn á cô bác chị. Thì em lại quay những thước phim cúng gửi đến cô bác chị không kịp. Em 7 giờ rưỡi em xuống tay, tới đây là 8 giờ nhưng mà đã cúng xong rồi. Mong cô bác chị thông cảm. Bây giờ em quay cái phần mà nghệ nhân danh Vương lên phần giác nhảy của chiếc cây ngô bê tông được sửa chữa lại. Đây nghệ nhân Nhân Vương đang sửa chữa lại cũng như là lên bộ phận gắn nhảy rồi một bên, lên tiếp một bên nữa. Phần lái cũng xong rồi các bác chị. Yeah.
Bằng mưa lạnh lạnh camera đã được. Chạy một cái đi. Chúng ta đó ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mẹ cực gì chứ không xem luôn đó. Vậy là lên hình như là lên phần đầu phần lái rồi luôn rồi cô bác chị. Cái nữa là up re lại thôi. Âm bù lo. Để vậy luôn, cái này chỉ có sửa chữa lại thôi. Hoàng nhân và vương. Sợ cắn hả? Hoàng sợ cắn hả? Thank you.
phòng đây kia. Yeah.